Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Bồ Đề và Tát Đoà đều chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc chẳng thể nắm bắt được. Thọ tưởng hành thức chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, nhãn xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, sắc xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, nhãn giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, nhĩ giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, tĩ giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì tĩ giới chẳng thể nắm bắt được. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, thiệt giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, thân giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, thân giới chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật, ý giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát như thật, địa giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì địa giới chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, Thánh Đế Khổ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì Thánh Đế Khổ chẳng thể nắm bắt được. Thánh Đế Tập Diệt Đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, vô minh chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì vô minh chẳng thể nắm bắt được hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, cái không nội chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được. Cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, chân như chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì chân như chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, tánh ly sanh, tánh bình đẳng, thật tế, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì pháp giới cho đến thật tế chẳng thể nắm bắt được. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, bốn tịnh lự chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì bốn vô lượng chẳng thể